Bây giờ nếu mà nhớ bố thì làm thế nào? Hả? Thôi được rồi, không không phải khóc. Hi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Gà TV. Hiện tại hai người mình đang có mặt tại một bản người Tày ở huyện Sapa. Thì hiện tại là mình đến thăm một gia đình của hai em nhỏ người Tày, mồ côi cả cha lẫn mẹ luôn mọi người. Thì mọi người hôm nay theo mình để xem là hai em về cuộc sống của hai em hiện tại ra sao nhé, về sinh hoạt hàng ngày. Rồi mọi người đi theo như mình nhé. Như theo mình được biết ấy, thì hai em này là bố mới mất mà mẹ cũng không ở cùng hai em luôn đấy mọi người. Đó, đây là nhà của hai em này. Hai em ở bản người Tày ở Sapa đấy mọi người. Đây, trong khuôn viên nhà của hai em đây này. Đó. Thật sự là nhà không có một cái gì luôn đấy mọi người. Rất là vất vả luôn. Đây là cuộc sống của hai em đấy mọi người. Mọi người đi vào xem cho mình. Thì như hai em nói, bỏ mưa thì gần như là nước vào hết trong nhà đây này mọi người này. Đó. Mà nhà bằng vách nứa này. Nhà nhìn như sắp đổ rồi đây này. Vất vả cực kỳ luôn đấy mọi người. Mà bây giờ ở chỉ có hai anh em ở với nhau. Thỉnh thoảng em đi thì có em trai thì lủi thủi nó ra đi chơi thì suốt ngày thấy bảo là đi em đi suốt ngày em đi tìm em của em. Đó. Nhà chỉ có mấy cái vách gỗ này. Bố thì mới mất đấy mọi người. Bữa ăn của hai anh em luôn hàng ngày luôn hả? Vâng. Thế nên nhà mình em còn có làm ruộng không? Có. À làm ruộng à? Thế ông bà không, ông bà già như vậy thì có phụ được cho mình không? Già thì phụ ít thôi. À phụ ít rồi à? Là ở với ông bà nội hả? À ông bà nội ở đây gần đây không? Nhà gần nhà trường ạ. À ông bà nội cũng gần đây à? Vâng. Thế còn nếu mà hàng ngày em đi kiếm một chút việc thì làm thêm phụ người ta thì em trai ở nhà ở với ai? Thì lúc đấy thì em đi ở với ông bà. À em lại lên ở với ông bà. Vâng. Cuộc sống khá là vất vả đấy mọi người. Thật sự là đúng là bữa ăn chính của hai em khá là khó khăn. Cậu này chắc là đi nhiều, bây giờ chân nào cao lên tận cằm đấy rồi. Toàn đi chơi. Toàn đi chơi. Nhỏ ấy ta không biết gì nữa. Không biết gì à. Nên là có làm gì thì làm, phải cố gắng cho em nó học xong đấy nhá. Vâng. Nhớ chưa? Hôm nay lên thăm này đúng thật sự là đầu tiên mình thấy một gia đình hoàn cảnh như thế này. Là mẹ đi từ khi mà em 2 tuổi. Lúc đấy là khi đó là em đã cai sữa chưa? Cai sữa rồi nhỉ? Chưa, hình như chưa cai. Nhưng mà thời điểm đấy có đòi mẹ không? À. Vẫn đòi, thời gian đầu là vẫn đòi. Vẫn đòi mẹ, vẫn tìm mẹ. Thế là bố nuôi hai em 8 năm nay, bố mới mất được 2 tháng nay à? Vâng. Và hai anh em tự ở với nhau. Vâng. À. Thế cuộc sống hàng ngày là dùng bữa cơm như thế này. Vất vả, thật sự là vất vả đấy mọi người. Con này cũng chưa, bởi vì còn ít tuổi nên là chưa hiểu gì cái sự là thiếu thốn tình cảm của cha mẹ cả. Có nhớ mẹ không? Có nhớ mẹ không? Có nhớ bố không? Có. Thế bây giờ bố đang ở đâu? Có biết không? Bố ở đâu? À Dương Phủ. Em hiểu cái sự từ Dương Phủ nhưng chưa hiểu cái sự mất mát của tình cha nó như thế nào đấy. Thế bây giờ nếu mà nhớ bố thì làm thế nào? Hả? Thôi được rồi, không không phải khóc. Đúng là bữa cơm ấm lòng người vùng cao đấy mọi người. Giờ bố đi xa rồi, ở đây phải nhớ nghe lời anh nhá.
Vâng. Ở nhà bây giờ còn có anh nên là không phải, nên là cố gắng phải chăm cho em nhé. Đó. Thật sự thiếu thốn tình cảm mẹ với bố. Ăn cơm đi. Hiểu, mình cũng hiểu ấy, bởi vì từ khi mà mình lớn lên như thế này, hiểu cái sự mất mát đó. Các em nó biết là sự mất mát thôi, nhưng mà chưa biết sự thiếu cái sự tình thương của cha mẹ thì nó như thế nào là mọi người hiểu. Một bộ quần áo. Cố gắng phải ngoan, phải nghe lời anh nhá. Nhớ chưa? Ừ. Thế em có đi xin việc làm thêm ở đâu không? Em có vẫn lên spa xin việc nhưng mà em nhỏ tuổi quá người ta không nhận ạ. Đi spa xin việc? Ừ. Nhỏ quá người ta không nhận. À, cũng muốn... Chưa đủ tuổi. À, chưa đủ tuổi à? Cái vấn đề là thì anh cố gắng. Ừ. Anh sẽ sắp xếp giúp cho em một cái việc đó làm thêm trong thời gian hè. Vâng. Để cố gắng làm sao lo cho em một chút. Còn anh với mọi người ấy, sẽ cố gắng là anh sẽ hứa là anh sẽ giúp đỡ hết mình. Vâng. Trong cái công việc cho em nó ăn học. Đến tháng mấy là em vào học? Tháng 9, gần vào tháng 9. Đó, giờ thiệt thòi lên cả cha mẹ. Đúng là bữa cơm nước mắt chan canh ấy. Ấm lòng ở vùng cao. Nên thôi cố gắng lo cho em. Còn về công việc, trên kia xin đi xin việc nhiều chưa? Có đi. Đi nhưng mà người ta không nhận à? Thế cũng muốn đi kiếm thêm một đồng tiền để chi tiêu hàng ngày với em à? Thế ví dụ mà đi làm xa như vậy thì ở nhà ai lo cho em? Thì chắc hôm đấy em cho đi ở với ông bà. À, gửi ông bà. Vâng. Em là bắt đầu đang học lớp 5 à? Vâng. Hết hè này là lên năm. Em tháng mấy bắt đầu đi học? Tháng 9. À, thế là đi làm được 2-3 tháng à? Cố gắng đi làm với 3 tháng hè à? Vâng. Thế là mượn xe để đi làm à? Vâng. Nếu mà đi thì nếu mà đi làm ở trên đấy thì cũng cách đây mười mấy 20 cây đấy mọi người. Nhưng mà nếu mà đi như vậy thì nếu mà em đi thì em phải ở trên đấy chứ. Vâng, chắc đúng không? Đấy. Rồi. Thôi cố gắng, anh sẽ cố gắng anh sắp xếp làm sao cho em một công việc làm thêm trong thời gian hè. Vâng. Để chi tiêu cho em để vào năm học mới nhá. Thế lên spa, lên trên spa là xin được những việc gì rồi? Đi xin những việc gì rồi? Em đi xin việc bưng bê ạ. À, xin bưng bê à? Vâng. Đi xin bưng bê nhưng mà ít tuổi của người ta không nhận à? Vâng. Ai xui đi lên đấy xin làm hay là? À, em tự lên bảo lên kiếm tiền lo học cho mình với cho em. À, kiếm tiền lo mình cho học với cho em. À. Một con nhỏ 15 tuổi đi kiếm một công việc làm thêm 3 tháng hè để kiếm công việc, kiếm thêm thu nhập để cho em và mình cuộc sống. Nhưng hiện tại em vẫn đang duy trì việc học của mình chứ? Vâng, vẫn đang đi học. Vẫn đang duy trì. Vâng. Là năm nay mình lên lớp 10 à? 11 ạ. À, lên lớp 11. Vâng. Còn em là lên lớp mấy? Lớp 5. Ở nhà mình ấy, có điện không? Chắc có. À, chắc có. Chưa nộp tiền điện chắc họ sắp cắt rồi. Chưa nộp tiền điện. Vâng. Như là họ sắp cắt rồi. Vất vả. Thật sự là cái video này mình làm mà mình thấy nó rất nhiều cảm xúc luôn đấy mọi người. Là hôm nay... nhưng mình đến thăm hai bạn nhỏ và cũng có các cô đến, thấy anh em mình đến thì các cô ghé xem có công việc gì. Con là làm ở bên YouTube, ở bên kênh là Gà TV ấy, thì hôm nay đến thăm hai em nhỏ và nghe được thông tin là từ hai em là mồ côi. Nên là các cô là cũng ở gần đây hết à? Vâng, ở gần này. À. Thế là hai em là bố mất lâu chưa cô, các cô? Mất được hai tháng rồi. Hai tháng. Ừ. Đây là các cô hàng xóm. Cô là người đồng bào dân tộc Tày ạ. Dân tộc Tày. À, người Tày ở Sapa nha mọi người. Ừ. Đó. Thế là mẹ cô, thấy mẹ các em đi lâu chưa cô? Mẹ đi từ lúc 2 tuổi rồi. À, mẹ đi. Lúc mẹ đi còn chưa biết cái gì đâu. Thế là tự nhiên mẹ bỏ đi luôn à? Tự nhiên bỏ đi lấy chồng.
Thế hiện tại bây giờ cuộc sống của hai em là tự lo cho nhau hết à? Nghèo quá không ở được ấy, nó trốn đi. À, nghèo quá không ở được là trốn đi. Bố mẹ nghèo ấy xong. Mẹ không chứ. Sống được ấy. Vâng. Sống trốn cái hại. Đây cô cứ cầm cái này này. Dạ, cho mọi người cùng nghe chung. Thế là cô là ở gần đây ạ? Cô thì cháu của cô. Chị bố ấy. À, đây là bá ruột của hai em bá đó mọi người. Hai cháu này, bác ruột. Đây là cháu của mẹ của chị cũng cô mất mất sớm, cho hai cháu mất. Dạ, bố của hai con cũng mất sớm. Cả cháu nghèo ạ, chị cũng nghèo. Dạ, chị cũng vất vả. Vâng. Đây là bá ruột, bá cũng vâng. Lực lượng mẹ của chị cũng mất sớm. Vâng. Cũng bà nội cũng mất sớm rồi. Vâng. Bà nội này. Bây giờ lại bố cũng mất sớm nữa. Dạ. Thế nhưng mà lý do vì sao mà mẹ cháu mà không mẹ của em á? Vâng, mẹ của hai cháu này. Nghèo quá không ở xong cái nhà này được ấy. Vâng. Không có cho gì đây người khác. Vâng. Xong bắt hai con ở khác ở ấy. Vất vả. Thế nhưng mà là bây giờ cũng là thôi cũng lớn rồi. Bây giờ còn bá ở đây thì có công việc gì. Thế nhưng mà là về cái vấn đề cuộc sống hiện tại bây giờ là cũng phải dựa vào các bá thôi. Các bá thì cũng nghèo, cũng vất vả. Nên là cố gắng học cho xong mà sẽ tìm công việc để lo nốt cho em mình. Nhá. Thế nhưng là bà là tất cả mọi người là cũng ở xung quanh hết đây à? Gần đây mà. Các cô thì người anh em hàng xóm. Để vì thì trước thì đứa cô này được 2 tuổi vẫn sớ thôi nhưng mà bỏ nhau đi. Vâng. Nó bảo là ở với nhau không được, bỏ nhau đi, bây giờ đi lấy chồng khác. Cho nên là hiện tại thì bố được ở được 3-4 năm rồi xong thì bố nó vừa mới chết được 2 tháng. Dạ. Bây giờ hiện tại bây giờ hai anh em khác ở. Vâng. Ông bà thì vẫn có. Vâng. Bà thì bà thứ hai thôi. Vâng. Bà cả bà nội thì mất rồi, mất lâu rồi. Là mẹ của chị. Bà thứ hai thôi, mẹ thứ hai thôi. Chứ bốn anh em bằng này bằng bà này thứ hai. Bà thứ hai. Quần áo không có mặc. Dạ. Mặt ra đến vì hai cháu. Nghèo là nghèo từ trước rồi. Đến hai cháu rồi. Vâng. Hai thứ hai. Vâng. Đến cháu đến hai bà, các bác. Hai vợ chồng nó bảo con sống với nhau để lúc bộ đi đứa cô này khóc suốt vẫn ăn cháo có hỏi về hỏi về thế khi mà nó nhỏ như vậy có tìm mẹ không hả cô bà có tìm đấy khóc tìm cả ngày tìm mẹ khóc thì lúc là đói thì nó nín cho thì lại ăn một bát cơm nước chè xong thì ở xong lại nghĩ đến mẹ này lại khóc. Thế bây giờ ví dụ như hàng ngày đấy mà em không ở nhà đấy thì bữa ăn hàng ngày của cậu nó có hay sang bên hàng xóm không hả cô? Có đấy. Cũng ăn hàng xóm mà. Để ăn hàng xóm. Xin ăn hàng xóm đấy. Nhà ai cũng cho ăn. À, người ta cũng thương. Bác ở nhà đừng hết. Đi lên ăn, bác không đi làm hay không được ăn đâu. Bác quá cả đi vắng nghề. Thôi cố gắng và còn ít tuổi nhưng mà bây giờ vất vả. Thì cũng kiếm thêm một công việc làm thêm để lo cho em và lo việc học. Thì cái này thì anh cũng không hứa trước một cái vấn đề gì cả. Nhưng mà anh sẽ tìm cho em một công việc phù hợp nhất để làm trong mấy tháng hè này nhá. Ngày mai lớn lên học xong muốn làm nghề gì? Con thích làm gì? Nghề gì thì bảo các chú đi. Ngày mai lớn lên con muốn thích làm một cái nghề gì để kiếm tiền? Có ước mơ gì không? Không mơ nghề gì. À, thế ước mơ con là gì? Cháu muốn thành chú bộ đội. Bộ đội hả? À, cháu muốn thành một chú bộ đội. Thành chú bộ đội. Để làm gì nào? À, để bắt những người ăn cắp. Ước mơ một người trẻ của vùng cao. Cháu, em có một cái ước mơ. Thế bây giờ, nếu mà như bây giờ, như con bây giờ thì con thích cái gì? Con thích được cái gì? Hiện tại bây giờ. Hiện tại bây giờ lại thích gặp bố một lần. Nhưng bây giờ nó điều ước thì khó con ạ. Bây giờ bố không về được nữa rồi con. Bố xa con rồi. Bố đi xa mãi mãi rồi con ạ. Bây giờ con nhớ bố thì
cũng chỉ trong trí nhớ thôi con. Thật sự nó đau lòng mọi người. Một ước mơ là được gặp bố một lần nữa. Mà hiện tại thì mẹ cũng không còn ở với hai em nữa. Nhưng bây giờ nhớ bố thì có làm như nào nữa. Cố gắng dìu em qua cái nỗi đau này nhé. Đó. Chỉ biết là nhìn gặp bố. Quần áo của em đâu hết rồi mà để cho em mặc những bộ này. Có thế cần thế. Có mấy bộ. Có mỗi một bộ. Không, hai bộ. Chiều không thì bộ này thay nhau. Có một, hai bộ quần áo để thay nhau thôi ạ. Một bộ này là bộ là lúc nãy bảo là họ hàng em, họ hàng cho thế nào? Họ hàng cho. Ừ. Có hai bộ quần áo bộ. Mùa đông trên này cũng lạnh đúng không? Vâng. Rồi cố gắng đi làm thêm. Cũng sắp đông rồi. Cũng cố gắng để sắp sắm sửa cho em nó một hai bộ quần áo ấm để em đi học nhá. Thì chắc là ngày mai ngoài kia, một ngày gần nhất anh sẽ sắp xếp cho em một công việc làm thêm nhá. Cô ở đây thì chắc cố gắng cũng để ý cho hai em nó. Nếu như mà em nó có đi làm thêm để kiếm được thu nhập thì thôi, cũng để ý em của cậu cho em yên tâm. Bởi vì giờ bố thì cũng mất rồi, mẹ thì cũng không quan tâm gì đến hai em nữa. Nên là thôi, còn các cô các chú mới lại không quan tâm nữa, có về đâu mẹ. Mẹ không về. Thế là mẹ đi được mấy năm rồi ạ? 3 năm mà là 4 năm rồi. Nó đi 2 tuổi, năm nay em nó 11 thì là đi 8 năm rồi cơ. 8 năm rồi. 6 năm à? 8 năm, 6 năm à? 7 năm. Đi thế là chắc thế. Cái tài này sao? Đúng, đã 6 tỷ rồi. Tiền tiền rồi mới thẻ. Thôi, đã 6 tỷ chưa à? Lúc mẹ đi ngày nào cũng khóc, cứ ngồi trước cửa này còn khóc để ngủ rồi đợt lội. Thế là trước là mẹ của cậu nhỏ đi, thế là cậu cứ nằm ngoài hè chờ mẹ thôi. Vâng, cứ chờ mẹ, tưởng là mẹ đi đâu. À. Cứ nằm ngoài hè này, sau này cứ nằm sau này ngủ luôn. À, thế là em cứ nằm ngoài đấy là chờ mẹ. Vâng. Thế nhưng mà là cô ấy là đi không nói một lời nào ạ? Không biết mẹ. Không biết đi từ bao giờ luôn, mà không biết đi từ lúc nào luôn. Thế là bố hiện tại một thời gian đấy thì bố của cậu này làm công việc gì để gồng gánh cho hai em? Bố có bị bệnh gì mất không hay là như nào? Đi làm ấy, ở trong làm ruộng. Đi làm ruộng về. Làm để không biết không ai cứu được để. À. Bị cảm á. Chắc bị. Thế là đi làm ruộng về là bị cảm. Vâng. Thế là mất ở ngoài lều ngoài chòi ạ? Cách đây xa không ạ? Thế là mình phải đi bộ vào đấy ạ? Đi bộ vào. À, đi từ đây vào đấy mất. Còn khác thì có về, tưởng là từ bố từ chết con về đến là đi đến trạm để bác sĩ đã bảo không còn nữa rồi. À thế là em đi vào tìm bố, nhưng mà thấy bố nằm ở đấy. Nằm ở đấy. Thì con về mà con về trong lều trạm. Có nghĩa là bố nằm ở trong lều, trong cái lán đó. Bố nằm ở lán mà em cứ tưởng là bố bị bệnh, bố không dậy nữa. Thế là em cõng bố về. Cõng bố về trạm á? Cõng mất xa không? Cõng lên trên đường trên kia xong lấy xe chở. À, cõng lên trên đường. Thế là lúc đấy là em chưa biết là bố chết rồi. Bố chết đâu. Chắc là bố chết là bảo bố vẫn còn. Có người đến xe chở. Đến đường tô thì lấy xe chở về đến trạm thì bác sĩ đã bảo không còn nữa rồi. Còn chân thì bảo biết thì cứ tưởng là. Nhưng mà bố là ở dưới đấy bao lâu bắt đầu em xuống tìm? Thì bố con Nam vẫn ở dưới đấy là nuôi lợn nuôi gà. Ờ. Thỉnh thoảng là em vẫn xuống. Thỉnh thoảng là em vẫn xuống. Thế như là lúc đấy là làm sao không liên lạc được với bố hay như thế nào mà xuống tìm? Thì họ bảo là họ lên bảo vì xem bố thấy nãy uống rượu xong bị cảm hay sao ấy nằm lắm. Xong em xuống xem. Là em đi xuống xem, xuống tìm bố. Vâng. Thì là bố nằm ở đấy là bố em mất ở lán rồi, chết ở lán rồi. Mất ở lán rồi mà em cũng không biết hiểu là bố mất rồi. Tưởng là bố bị thế nào thôi là em cõng bố lên trên lưng. Lúc đấy em gọi bố không thừa. Có gọi em có lắc người bố không?
Nhưng mà lúc đấy cũng chưa là biết bố mình đã mất rồi. Là cộng bố lên lưng để đưa bố ra trạm xá. Thế là ra trạm xá là các bác sĩ bảo là bố không còn nữa, đúng không? Thế lúc đấy là cảm giác nó cũng buồn. Nhưng mà cộng bố lên. Cái hôm kháng thể thì cộng lên đoạn đường dài. Nó không xuống liều. Xong thì nó cả hết túi rồi nó xuống, xong thì tưởng là bố bị cảm hộ vào thì xuống thì ngủ vô thì tưởng là bố vẫn còn này. Lấy lần có bố về thì sao hôm đấy du lấy cái ông bảo lấy cái nồi ấy, cho bố, xong bố vẫn ở, xong tôi à bố mới từ tối hôm trước à, thế là sáng hôm sau em mới xuống à? Không phải, hôm đấy luôn. Tối hôm đấy là? Ừ, hôm đấy luôn. Em cõng bố xa không? Có. Xa đấy, đoạn đường đấy xa đấy. Là mình bố là ở dưới suối, gần suối à? Vâng. Thế là em phải cõng lên trên đồi. Là mình lên trên đường, là lên đồi đấy. Lại lên mặt đường. Thằng cô này khỏe thật đấy. Không được không? Nhưng mà bố cũng không tổ mấy. Nhưng em gọi, vừa cõng bố có gọi bố không? Có. Vừa cõng vừa gọi bố mà không thấy bố thương. Nhưng mà biết vào lấy vào bệnh viện. Bệnh viện Đa Khoa này. Thế lên trên đó là em nhờ ai đưa bố đi cùng không? Con bác này lấy xe đi đón. Hai đứa. Thế là con của cô là lấy xe đi đón. Vâng. Như chú là em trai ruột cô đúng không? Em trai ruột em này. Trai ruột đấy. Bố thằng này chị ruột mà, hay em ruột mà. Vâng. Hôm nay anh em anh và hôm nay chúng con lên đây chơi, thăm nhà của các em và thăm cuộc sống của các em. Thì có một chút quà gửi đến hai em. Thì cũng chỉ mong là hai em có một bữa ăn nó tốt đẹp hơn một chút nữa. Vì sau này thì chúng anh sẽ cố gắng thu xếp là sẽ qua gặp các em thêm một thời gian gần nhất. Thì hôm nay lên là có một chút quà gửi cho các em này. Rồi có chút gạo, có chút mì. Và anh có một chút tiền mặt. Thì gửi cho hai anh em, anh gửi cho hai em. Nếu như mình có muốn dùng gì và mình cố gắng mua thức ăn cho em, để làm sao cho nó lo cho em nó cuộc sống tốt nhất nhá. Khi mà em nó thích ăn cái gì mua cho em nó nhá, đừng để em nó chịu thiệt quá. Anh chỉ có một chút quà thôi. Giờ, sau cái video này thì cũng mong sao nếu như mọi người biết đến cái video này và biết đến hai em, thì mọi người ai có một chút tấm lòng gì đó hay như thế nào thì cứ liên hệ trực tiếp với hai em. Thật sự là mình thấy cái hoàn cảnh này khó khăn, rất khó khăn luôn đấy mọi người. Đó. Còn em thì cố gắng phải làm sao, con phải đi học nhá. Đi học hết nhá. Rồi không được khóc nữa nhá. Cảm ơn các anh xuống để giúp em. Rồi không có gì. Lời nói của ở vùng cao đúng là nó nghẹn lòng luôn đấy mọi người. Giờ mới thấu hiểu cái cảnh hoàn cảnh thế nào người ta mới gọi là trên mảnh đất hình chữ S này này, nó còn khá là nhiều cuộc sống nó vất vả, nó còn quá khó khăn đấy mọi người ạ. Đó. Sống hai đứa cháu này thì sống khổ quá, các cháu vì đây có tí món quà thăm các hai cháu, cô cũng cảm ơn các cháu nha. Dạ. Cuộc sống thì sống nó khổ. Cảm ơn rất nhiều. Mẹ bảo đi, bố thì ở đây, bố bây giờ lại không còn nữa, bây giờ thì gọi các cháu về thăm có một món quà thăm hai đứa cháu, cô cảm ơn các cháu. Hôm nay anh em con lên đấy chơi thăm hai em và biết hoàn cảnh hai em như thế này thì vâng ạ, thì có một chút quà nhỏ gửi đến hai em và tôi mong sao hai em có sức khỏe này, cố gắng giữ đến việc học và cố gắng là không được cho em nghỉ học nhá, và cả em nữa phải cố gắng là đi học nhá, đi học hết cấp 3 đã, rồi bắt đầu mình sẽ tìm một công việc gì nó ổn định đấy thì mình mới lo được cho em mình nhá. Còn hôm nay anh em con lên đây chơi thì thăm các cô các chú, dạ vâng, thì mong sao có gì thì các cô với các chú và bà để ý hai em nó có những dạ rồi, cảm ơn các cô các bà, dạ dạ vâng dạ. Đó, nhà hoàn cảnh đúng không? Dạ, đây là một nhà của bạn của dân tộc người Tây đấy. Rồi, con xin phép, vâng, con chào bà. Vâng. Dạ vâng. Các cháu ơi. Rồi, anh chào em nhá. Rồi, sức khỏe. Chào cậu nhá. Đây trước đây là hai nằm ở đây à? Cái chồng nằm quen nằm cho cũ đây này. Hả?
thăm hai cháu, cảm ơn các chú. Dạ vâng, bây giờ cảm ơn cô. Dạ vâng, cô làm sao cố gắng động viên cho hai em nó còn đi học nhé, không được cho em nó nghỉ học. Có một thời gian nào gần nhất thì chúng con sẽ lên thăm lại các em. Giúp đỡ hai cháu. Dạ vâng. Dạ. Trước đây là cô cậu hay nằm ở chỗ này ạ? Đấy, hay nằm ở chỗ này này, bây giờ nó có nhớ. Nhớ nằm cho cô đây này. Thế là nằm ở đây chờ mẹ. Đấy. Nó cứ nằm đây thôi. Nằm ở đây chờ mẹ. Nằm đến tối rồi mẹ không về. Nằm đến tối đến khuya cũng chẳng thấy mẹ về. Lúc mẹ trốn đi mẹ có bảo đâu. Lúc mẹ trốn đi mẹ không bảo. Ừ, không nói. Có 2 tuổi là làm gì mà biết. Đấy, video của anh em mình cũng dài rồi mọi người. Anh mình xin phép kết thúc tại đây. Nếu mọi người thấy video của anh em mình hay và ý nghĩa, mọi người nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Rồi, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.